Sau đây em xin gửi đến quý vị ca khúc Giọt nắng bên thềm, sáng tác của nhạc sĩ Thanh Tùng. Xin mời quý vị cùng nghe. Hoa vẫn hồng trước sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Giọt nắng băng khoăng, giọt nắng rơi rơi bên thềm. Bài hát băng khoăng, bài hát mang bao kỷ niệm những ngày đã qua. Lâu lắm rồi em không đến chơi, cây sen đã lá bạc như vôi. Xoài đã rêu phong, xoài đã chưa quên chân người. Bài hát rêu phong, bài hát viết không nên lời, đã vội lãng quên. Bài hát tìm trong nỗi nhớ từng ngày bình yên, bài hát tìm trong ký ức cuộc tình đầu tiên. Trả lại cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không giọt nắng. Chiếc sân nhà tôi, chim vẫn hót sau vườn nhà tôi. Một sớm mai kia chợt thấy hư vô trong đời, người vẫn đâu đây, người cũng đã như xa rồi, chỉ là thế thôi. Khi thấy buồn em cứ đến chơi, chim vẫn hót sau vườn đây thôi. Chỉ có trong tôi ngày đã sang đêm lâu rồi. Bài hát cho em giờ đã hát cho mọi người, để rồi lãng quên. Bài hát tìm trong khói thuốc từng giờ bình yên, bài hát tìm trong mắt biếc từng chiều hoàng hôn. Còn lại trong tôi, còn lại trong em, chỉ là lung linh giọt nắng bên thềm. Bài hát cho tôi, trả lại cho em, trả về hư không giọt nắng. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Mong quý vị cho em một nút đăng ký và một nút like. Và em vừa hát karaoke trên thiết bị Lan QT. Đây là một thương hiệu rất nổi tiếng, được sản xuất tại Việt Nam nha quý vị. Đây là một dòng loa rất là đặc biệt. Chúng em đã tích hợp một thiết bị thu âm để chúng ta có thể thu âm được những cái bản nhạc karaoke mà chúng ta thích đấy, để giải quyết cái niềm đam mê đấy. Và quý vị nào có muốn
quay video clip nha, để mà up lên Facebook hay là up lên kênh YouTube để tạo cho mình một cái kênh giải trí ha. Chúng ta vừa giải trí và chúng ta cũng có thể kiếm được thu nhập nha quý vị, trên cái kênh của chúng ta khi mà chúng ta làm được những cái clip hay, gọi là thu hút được người xem đấy. Và chúng em sẽ hỗ trợ cung cấp cho quý vị một cái nguồn nhạc beat dường như là vô tận hàng ngàn bài nha quý vị. Quý vị có thể hát thâu đêm suốt sáng, hát hết ngày này sang tháng nọ hết năm này sang năm tới ha. Và chúng ta có thể tỏa sáng và giải quyết được cái niềm đam mê ca hát của mình. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Nếu quý vị có muốn quan tâm đến dòng loa, dòng sản phẩm của chúng em, về giá cả thì rất rẻ. Nếu mà cái loa nhỏ ở phía sau em đây, loa này thì không có chức năng thu âm, nhưng mà cái giá thành nó chỉ có hơn 2 triệu thôi. Còn cái loa này là chức năng thu âm full option chỉ giá có 5 triệu. Còn quý vị có muốn đầu tư thêm một cái loa nó chuyên nghiệp hơn nữa thì thêm 2 triệu nữa là 7 triệu, hay là cái loa mà nó đặc biệt hơn nữa thì quý vị thêm 2 triệu nữa, 2 triệu rưỡi nữa là 9 triệu rưỡi. Đó là một trong những cái loại loa rất đặc biệt, phải nói là nó rất là chất lượng quý vị, nó đập coi như là banh cả cái nóc nhà lầu lên cho quý vị. Và loa này thì quý vị yên tâm về cái chất lượng, từ âm thanh mà cho đến vỏ. Chẳng hạn như cái mặt trước này là bằng thép mà chúng em sơn tĩnh điện, còn cái thùng của nó là bằng gỗ mà chúng em đã xử lý mối mọt và được sơn đến 4-5 lớp đặc biệt, và ở ngoài có phủ một lớp chống chày. Và loa thì rất là nặng quý vị, nhưng mà có cái bánh xe để mà chúng ta di chuyển rất là tiện lợi nha quý vị. Quý vị có thể tham khảo giá cả trên cái tab cộng đồng của kênh ABC Karaoke, hay là quý vị có thể liên lạc với chúng em qua số điện thoại ở trên cái phần mô tả, hoặc là quý vị mà không có biết vào xem, quý vị có thể là để một cái bình luận ha. Rồi chúng em sẽ tìm đến quý vị nha, và cung cấp trên toàn quốc, cũng bảo hành cho quý vị 1 năm. Nếu mà hư cái gì chúng em thay cái đó, thay mới nha quý vị. Vâng, một lần nữa xin cảm ơn quý vị rất nhiều.